Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 7 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành công trình bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên. Nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh thân thiện. Tổ chức bảng vàng SJC theo cách mới của Ngân hàng Nhà nước đang cho thấy sự gương mẫu khi thực hiện minh bạch thông tin về thị trường vàng. Chiều qua, Bảo tàng Lịch sử tổ chức khánh thành công trình bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên. Đây là công trình gắn liền với danh nhân có công rất lớn trong việc phát triển thơ văn, tuồng, ca Huế. Đại dư có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Ưng Bình Thúc Giả Thị, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Bình, sinh năm 1877 và mất năm 1961. Châu Hương Viên, tọa lạc ở thôn Vị Dạ, là nơi ông sống những năm cuối đời với thi ca. Đây là công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử văn hóa và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, lưu niệm danh nhân, cấp tỉnh vào năm 2019. Trước sự xuống cấp nghiêm trọng, tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình bảo tồn tu bổ di tích Ưng Bình với nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Theo đó, thực hiện tu bổ, tôn tạo, phục dựng lại toàn bộ di tích gốc, bao gồm nhà chính, nhà phụ, bình phong, cải tạo chỉnh trang sân vườn mặt trước và khu vực xung quanh khuôn viên cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Công trình hoàn thành đáp ứng niềm mong mỏi của các văn nghệ sĩ Huế và những ai yêu mến danh nhân Ưng Bình Thúc Giả Thị, góp thêm cho Huế một di sản có giá trị. Trong thời gian tới, đơn vị quản lý là Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân biến nơi đây trở thành một địa chỉ sinh hoạt của các câu lạc bộ thơ, các chương trình biểu diễn ca Huế, kết hợp đưa vào các tour tuyến phục vụ khách du lịch. Sau gần một năm triển khai thi công, công trình dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu Từ Dụ đã hoàn tất. Tham dự lễ khánh thành do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức vào sáng nay có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình cùng lãnh đạo các sở ngành. Hoàng Thái Hậu Từ Dụ, tên Huế Phạm Thị Hằng, là quý phi của vua Thiệu Trị và là mẹ ruột của vua Từ Đức. Trong suốt 78 năm ở cạnh ngai vàng với cương vị cố vấn, bà tham gia bàn bạc chính sự, hết lòng hết sức vì dân vì nước, giữ trọn vai trò trọng yếu trong chính sự triều đình nhà Nguyễn vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19. Khu lăng mộ của bà còn có tên gọi là Xương Thỏ Lăng, thuộc quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị. Trải qua hơn 100 năm tồn tại, tác động của lịch sử và điều kiện môi trường tự nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến sự nguyên vẹn của khu lăng mộ. Công trình được trùng tu với kinh phí gần 7 tỷ đồng từ sự ủng hộ của gia đình ông Huỳnh Văn Mạnh và bà Phạm Đăng Tủy Hoa, đại diện gia đình họ Phạm Đăng, thông qua Quỹ Bảo tồn Di sản Huế với các hạng mục gồm trụ biểu, hồ Tân Nguyệt và hệ thống cổng đồi lưu, sân nền, bậc cấp trượt lăng, sân nền tự nhiên, cổng, vòng tường thành ngoài và tường thành nội. Di tích được tôn tạo khang trang, xứng tâm với công lao cống hiến của Hoàng Thái Hậu Từ Dụ đối với lịch sử của dân tộc, đồng thời góp phần hoàn chỉnh tổng thể kiến trúc cảnh quan của lăng vua Thiệu Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thí điểm sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID và hoàn thiện nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh với mục tiêu 100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn tỉnh được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số, được chia sẻ kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành các văn bản chỉ đạo điều hành, rà soát và cấp tài khoản cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh lên nền tảng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Giai đoạn 2 sẽ cập nhật kết quả khám chữa bệnh, dữ liệu tiêm chủng của người dân, kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe của người dân lên hệ thống. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 5 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động,
hoàn thiện các thủ tục khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật hai cụm công nghiệp đã được thành lập và đầu tư thành lập, mở rộng 20 cụm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng phục vụ thu hút đầu tư di dời các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp. Kế hoạch cũng xác định các nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các dự án, xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hụt các nguồn lực thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh, phấn đấu 100% cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn theo quy định. Ba món ăn của Việt Nam gồm bò kho, bún bò Huế, cơm tấm thịt nướng vừa vào danh sách top 100 bữa sáng ngon nhất thế giới do tạp chí ẩm thực quốc tế Taste Atlas bình chọn. Taste Atlas đưa ra danh sách này dựa trên đánh giá của thực khách cũng như ý kiến của các chuyên gia với hơn 26.000 xếp hạng. Món bò kho xếp ở vị trí thứ 23 và được đánh giá là món ăn sáng được nhiều người Việt lựa chọn để ăn cùng mì sợi hoặc bánh mì kèm rau thơm. Món bún bò Huế được xếp ở vị trí thứ 50 trong danh sách này. Theo giới thiệu, bún bò Huế chuẩn vị sẽ bao gồm phần nội dung được làm từ nước luộc thịt lợn và xương bò, bún và thịt bò cùng chả cua. Món cơm tẩm sườn xếp ở vị trí thứ 70 là món ăn sáng phổ biến ở các tỉnh miền Nam. Trước đó, trang web Taste Atlas chuyên về ẩm thực nổi tiếng thế giới đã công bố danh sách những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới năm 2023. Trong đó, thành phố Huế vinh dự được đánh giá xếp hạng thứ 28 trong các thành phố có các món ăn ngon trên thế giới. Cò mồi, treo kéo, tranh giành du khách hay bản vẽ cắt cổ gây những ấn tượng xấu đối với khách du lịch từng được xem là căn bệnh nan y của nhiều địa phương, trong đó có Thừa Thiên Huế. Thời gian qua, cùng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành cùng với ý thức chấp hành của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tình trạng trên đã phần nào được chấn chỉnh kịp thời, qua đó tạo hình ảnh đẹp về du lịch Huế trong mắt người dân và du khách, đặc biệt là trong tuần lễ Festival Huế 2024. Tại Chùa Thiên Mụ, địa điểm du lịch nổi tiếng đón vài ngàn lượt khách mỗi ngày, những hình ảnh xấu xí như cãi vã, giành giật khách này đã không còn. Thay vào đó là những hàng quán kinh doanh, bãi đậu đỗ phương tiện được bố trí hợp lý. Các hành vi không chuẩn mực đều được các lực lượng liên quan phát hiện và xử lý kịp thời, từ đó tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ đầu cho du khách khi đặt chân đến cố đô Huế. Đến Huế thì thấy rất là vui, không có gì lộn xộn hết trơn á. Rất là thoải mái, mới hẹn với bạn là năm sau mình đi tiếp. Thì đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp với cả các lực lượng chức năng, công an, chính quyền địa phương rồi nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, xử lý các trường hợp mời chào, treo kéo du khách làm ảnh hưởng đến người du khách, làm ảnh hưởng đến cái môi trường du lịch. Đó, làm sao đó để mà phục vụ tốt nhất cho là du khách đến Huế tham quan trong thời gian diễn ra lễ hội Festival. Xác định các điểm khu vực đón trả khách, địa điểm du lịch công cộng, các công trình phụ trợ, đường đi bộ, công viên là những điểm nóng cần được đảm bảo an ninh trật tự, cải thiện vệ sinh mỹ quan. Thời gian qua, các địa phương đơn vị có liên quan đã thường xuyên chủ trọng công tác chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan, thay mới các công trình thiết bị có dấu hiệu nhếch nhác, xuống cấp. Cùng với đó, công tác điều hành phục vụ tại các tuyến điểm công cộng cũng được cải thiện, nhận được sự hài lòng của người dân và du khách. Nên tới thì nắng nóng này đi khác bạc về bạc đang nhiệt tình đi dễ xe đi xi nhan này chặn các xe khác để xem mình ra vô ra cho thuận tiện ấy. Qua đó là tạo cho cái cảm giác thân thiện gần gũi khi đến với Huế. Thì đang bước vào giai đoạn là chuẩn bị cho công tác tuần lễ Festival, thì đơn vị dự kiến là sẽ đón một lượng khách rất là lớn đến các cái bến xe, bến thuyền do trung tâm là đang quản lý. Đơn vị triển khai kiểm tra hạ tầng cơ sở các bến để mà xem xét bổ sung một số cái cơ sở hạ tầng tại các bến như là hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống camera, một số cái thùng rác đã cũ kỹ đã bị hư hỏng thì để bổ sung cho đảm bảo phục vụ du khách. Với điểm nhấn là tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế, Thừa Thiên Huế dự kiến đón trên dưới 100.000 lượt khách du lịch đến với địa phương. Đến thời điểm hiện tại, công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị đã và đang tiếp tục được các cấp chính quyền khẩn trương thực hiện với một mục tiêu chung mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm tốt nhất khi đến Huế. Thì chúng tôi đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp các cái cơ quan ban ngành của tỉnh để tổ chức chỉnh trang bằng các giải pháp cụ thể như là công tác chỉnh trang về mỹ quan, công viên,
chiếu sáng, các cái điều kiện hạ tầng kỹ thuật. Thứ hai là tổ chức rà soát các cái quy chế quản lý các phương tiện, con người tại khu vực công viên cũng như bến thuyền Thọ Cầm để phục vụ du khách, du lịch cũng như người dân thành phố Huế đến vui chơi, giải trí cũng như tổ chức tham gia các cái hoạt động dịch vụ một cách tốt nhất trong thời gian tới. Cải thiện môi trường du lịch hướng tới một hình ảnh cố đô Huế văn minh thân thiện chắc chắn sẽ là câu chuyện dài kỳ, mà trong đó ngoài những mệnh lệnh hành chính thì ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị đóng vai trò hết sức quan trọng. Hơn lúc nào hết, cần thêm những nỗ lực của địa phương, ban ngành các cấp, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân liên quan để những đổi thay tích cực về du lịch nói chung trước thêm tuần lễ Festival Huế 2024 không chỉ mang yếu tố hình thức, mà đó sẽ là những tín hiệu cho thấy Huế đã sẵn sàng chuyển mình để trở thành trung tâm du lịch của quốc gia và khu vực. Thưa quý vị, vàng hóa nền kinh tế là hiện tượng kim loại quý lấn át hoặc thay thế đồng tiền trong nước được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ. Tại nghị quyết ngày 5 tháng 6, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý thị trường vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải khắc phục tình trạng chênh lệch cao giữa giá trong nước và thế giới, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, minh bạch, không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong kinh doanh mua bán vàng. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Với những doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện quy định về hóa đơn, Chính phủ nhắc lại yêu cầu rút, thu hồi giấy phép kinh doanh. Bên cạnh việc cung ứng vàng ra thị trường nhằm thực hiện lộ trình thu hẹp chênh lệch giá bán vàng miếng SJC trong nước và thế giới, thì 16 điểm bán vàng SJC theo cách mới của Ngân hàng Nhà nước còn đang cho thấy sự gương mẫu khi thực hiện minh bạch thông tin về thị trường vàng. Tại 16 điểm bán vàng SJC theo cách mới của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng điền thông tin cá nhân theo bảng mẫu, xuất trình căn cước công dân và nhận hóa đơn ngay sau khi mua vàng. Hiện tại tất cả dịch vụ chúng tôi đều cung cấp hóa đơn điện tử. Đối với giao dịch mua vàng miếng của khách hàng, chúng tôi sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng là hóa đơn bán hàng trực tiếp. Với khách hàng mua vàng miếng là cá nhân nên chúng tôi cũng sẽ phát hành hóa đơn điện tử và gửi tới email của khách hàng. Tuy nhiên, để đơn giản cho khách hàng thì chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng ngay bản thể hiện của hóa đơn điện tử. Khi xuất hóa đơn, ngân hàng có trách nhiệm về nguồn hàng hóa, về chất lượng hàng hóa bán ra để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Hơn nữa, các ngân hàng còn đã thực hiện quy định về phòng chống rửa tiền với những giao dịch trên 400 triệu đồng sẽ được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng thực hiện xuất hóa đơn điện tử trong hoạt động bán vàng là một sự thể hiện sự minh bạch trong quản lý nguồn gốc hàng hóa, quản lý cái nguồn hàng được mua từ Ngân hàng Nhà nước và việc bán cái hàng từ Ngân hàng nước cung ứng tới cho người dân hoàn toàn minh bạch, rõ ràng và có địa chỉ cụ thể. Cả nước hiện có hơn 5.800 cơ sở kinh doanh vàng bạc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn. Trong đó, việc xuất hóa đơn, minh bạch thị trường vàng là cần thiết. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu doanh nghiệp vàng cần thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trước 15 tháng 6, nếu không sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Nhưng đến nay, số doanh nghiệp kinh doanh vàng đã đăng ký thực hiện với cơ quan thuế vẫn còn rất ít. Tiếp tục với những thông tin khác, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 83 năm ngày người cao tuổi Việt Nam. Những nội dung cốt lõi của ngày truyền thống người cao tuổi là dịp để người cao tuổi ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với quê hương đất nước, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp người cao tuổi hiện nay. Tuổi cao chỉ càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của người cao tuổi 83 năm qua, người cao tuổi tỉnh nói chung, huyện Quảng Điền nói riêng đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng trong các phong trào thi đua, có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 70 suất quà cho các cụ cao tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2023-2024.
Năm học vừa qua, toàn huyện Phong Điền tham gia các kỳ thi cấp tỉnh đạt 138 giải với 2 giải nhất, 17 giải nhì, 38 giải ba và 81 giải khuyến khích. Tiêu biểu góp phần lớn trong kết quả này là các trường Trung học cơ sở Phong Hiền, Trung học cơ sở Phong An, Trung học cơ sở Nguyễn Duy, Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài ra, các trường có chất lượng mũi nhọn khá tốt như Trung học cơ sở Phong Hòa, Trung học cơ sở Phong Bình. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục và đào tạo huyện đạt được. Để tiếp tục động viên các em vươn lên trong học tập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền trao thưởng riêng dành tặng cho các học sinh thi đỗ vào trường chuyên Quốc học Huế. Tại lễ tuyên dương có 3 tập thể, 6 giáo viên và 159 em học sinh vinh dự được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Huyện ủy A Lưới tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Thượng tá Hồ Văn Hóa, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, chính trị viên, nghỉ chờ hưu và quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, bổ nhiệm Trung tá Hồ Minh Hương, chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị, giữ chức chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới. Tại hội nghị, hai bên đã tiến hành bàn giao chức năng nhiệm vụ và các mặt công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần kỹ thuật và các hoạt động, các mặt công tác khác, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Phần cuối chương trình là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, độ ẩm thấp nhất từ 50 đến 60%. Huyện A Lưới từ 31 đến 33 độ, độ ẩm thấp nhất từ 50 đến 60%. Xu hướng nắng nóng còn tiếp diễn trong ngày mai 8 tháng 6. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần và chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Các địa phương cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng, cháy nổ trong khu dân cư và các chợ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt trong giờ cao điểm.